Hôm nay ấm hơn mấy bữa trước mọi người ơi. Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel Chiều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan. Hiện tại đang ở cái town tên là Melfort, cách Saskatoon về phía đông khoảng 150 km, chạy xe khoảng 1 tiếng 45 phút. Đang ở trong một cái mall chỗ Tim Hortons để mình mua cà phê uống á. Trời hiện tại là âm 6 độ mà có gió 10 mấy km/h á, cho nên là cảm giác thật là âm 16 độ. Nhưng mà vẫn rất là ấm hơn so với mấy bữa trước. Hôm nay mình đi Melfort là để làm passport mọi người, passport Canada. Đợt trước đi passport nhưng mà thiếu giấy tờ á, cho nên là không có làm được, thì hôm nay phải đi lại một lần nữa, mình đi chỗ khác. Đi chỗ Melfort này. Thì hẹn 10 giờ thì làm tới khoảng 12 giờ là xong rồi. Đó, giờ chuẩn bị về lại Saskatoon, ghé mua mấy ly cà phê cho mình về. Hôm nay chắc là đẹp trời cho nên là nó thuận lợi á. Xong xuôi hết rồi, khi nào có thì người ta sẽ gửi về nhà thôi. Chỗ Melfort này khá nhỏ mọi người. Cái thao nhỏ thôi à, nhưng mà cũng có văn phòng Service Canada, là một trong 7 chỗ ở tỉnh Saskatchewan hay sao đó. Nguyên tỉnh Saskatchewan thì có 6-7 chỗ văn phòng Service of Canada. Trong đây có Canadian Tire nè, có cái mall. Hồi nãy mình đi ngang mình thấy có Independent, rồi Boston Pizza, rồi vân vân, cũng tạm gọi là đầy đủ á. Đây, quay một vòng cho mọi người xem. Ở cà phê quán Tim Hortons. Tim Hortons thì ở đâu cũng có hết. Thì mọi người cũng biết từ đầu năm tới giờ là ở bên Canada này cái tỷ lệ lạm phát nó tăng nhanh quá các bạn. Dẫn đến là cái chi phí cuộc sống là nó tăng cao. Thì chính phủ liên bang cũng như là chính phủ tỉnh bang là họ có nhiều cái chương trình để hỗ trợ người dân lắm. Thì mỗi tỉnh bang đó là có những cái chương trình nó khác nhau. Hôm nay thì mình chia sẻ cái chương trình ở tỉnh Saskatchewan nha. Thì ông tỉnh trưởng của tỉnh bang Saskatchewan là ông Scott Moe á, thì ông đã ra một cái quyết định là mỗi người lớn trong một gia đình á thì sẽ được nhận một cái tấm séc là $500 cho những cho gia đình mà có hai người lớn á, thì sẽ nhận được hai cái tấm séc là coi như được 1,000. Tuy nhiên cái điều kiện á, là theo như mình nhớ là cái năm trước đó là phải khai báo thuế ở tỉnh Saskatchewan, và cũng như hiện tại là cái địa chỉ cư ngụ á, là cũng ở Saskatchewan luôn nha. Thì hôm nay là mình đã nhận được cái tấm séc rồi đó các bạn. Ổng thông báo cách đây khoảng vài tuần á, thì hôm nay là cái séc nó về tới nhà nè. Đó, mình nhận được hai cái lá thư của coi như của hai người lớn, thì để mình cắt ra mình chia sẻ cho các bạn xem cho biết nha. Có gì đây? Chắc đây là cái tấm séc
Còn đây là cái lá thư. Đây, cái lá thư dài lắm các bạn. Dài lắm. Để mình sẽ tóm ý lại cho mọi người biết ha. Còn đây là cái đấm xác. Rồi mình xin dịch sơ cái lá thư cho mấy bạn xem cho biết nha. Mình dịch thoát nghĩa nha, chứ không có dịch từng chữ đâu nha. Đây là thư từ ông tỉnh trưởng ở Saskatchewan. Địa chỉ là tòa nhà Quốc hội, Regina. Đây, cái dòng đầu tiên là gửi đến các cư dân của tỉnh Saskatchewan. Dòng thứ hai in đậm là đính kèm. Theo cái lá thư là bạn sẽ thấy được một cái tấm séc trị giá $500 cho cái chương trình là tax credit của Saskatchewan. Một cái đoạn ở phía dưới á, thì nói cái lý do đó là nền kinh tế của Saskatchewan á, là đang rất là khỏe mạnh, ổn định á, cộng với lại cái giá của tài nguyên thiên nhiên nó lên cao thì nó dẫn tới là có một cái lượng giống như là gọi là cải thiện đáng kể ở trong cái nền kinh tế của tỉnh bang á. Điều này dẫn tới là ngân sách cũng như là nợ thì nó thấp, và cái khả năng để giúp cho người Saskatchewan đối phó với về cái việc chi phí cuộc sống tăng cao. Trong khi đây cái dòng này mình dịch tạm thời mình dịch nó là trong khi là cái tài nguyên thiên nhiên á, với lại cái nền kinh tế mạnh á, thì nó là cái tin tốt lành. Nhưng sự lạm phát á, là nó dẫn tới là cái chi phí cho tất cả mọi người á, là nó lên rất là nhiều đó. Rồi cái dòng in đậm tiếp theo á, là cái tài nguyên thiên nhiên á, là nó thuộc về mọi người ở Saskatchewan luôn, cho nên là mọi người ở Saskatchewan á, là đều có cái phúc lợi từ cái việc giá tài nguyên thiên nhiên lên cao cũng như là cái lợi tức nó tăng cao đó. Rồi tiếp theo là nhằm để giúp ứng phó với lại cái việc mà mình đáp ứng trong cuộc sống á, thì chính phủ tỉnh bang đã có một cái kế hoạch, đó là bao gồm một cái check $500 một lần thôi nha, chứ không phải nhiều lần, nó gọi là one time đó đó. Rồi thêm đó là đó, cái kế hoạch này nó sẽ giúp cho những cá nhân và gia đình bằng cách là người ta sẽ không tính cái thuế PST 6% ở tỉnh bang Saskatchewan này nữa các bạn, cho những cái hoạt động fitness, hoạt động thể chất cũng như là membership này nọ đó đó trong suốt một năm. Rồi đây chính phủ cũng giải thích thêm là chính phủ cũng đã trả cái nợ xuống $1 tỷ rồi, cũng như là giảm thấp được cái lãi suất để mà tái đầu tư vào những cái dịch vụ công thuộc dạng ưu tiên á. Rồi mấy cái dòng cuối thì cũng giống như là chúc mừng thôi. Đây chữ ký của ông Scott Moe là tỉnh trưởng đây đó. Four left footer. An
ôm. Beak of the klutz. Hey everybody, did you hear that Santa's giving us the big dance number this year? I can hardly wait. Dance number, that's great. No, okay. It's true, you're 8 elf reindeer in the big dance number. I'm afraid there's only room for 8. But if there's only room for 8, oh, I get it, but who's gonna tell Prancer it can't be in the number? Oh, I'm in the number. Dancer? In. Dasher? And Vixen? It's not her style anyway. I'm in. Comet? In. Cupid? In. Donner? In. Blitzen? In. But if all 8 of you reindeer are in, that must mean... But I've been practicing and practicing. Dancer, Prancer, please give me a chance. Look, Rudolph, you can do the dance role, see how you do. You can be sort of the understudy. An understudy? That sounds important. What does an understudy do? Well, you learn everything we do, and show some roles on if anybody is injured. Or sick. Or a thick thaw rolls in. Sure, whatever. You need to be ready to go. I promise everyone, I won't let you down. I sure hope not. Come on, everybody. Let's hide out. We've only got one chance to get this right. Hoofing it. Hoofing it tonight!